Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 15 giờ ngày mùng 10 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 10 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mường Hoa, thị xã Sapa tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương và các hoạt động dân vận hướng về cơ sở. Tháng nhân đạo bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng 5. Các cấp hội chữ thập đỏ phấn đấu vận động nguồn lực đạt 6 tỷ đồng, trợ giúp 1.500 địa chỉ nhân đạo và hưởng ứng chiến dịch Triệu bước chân nhân ái. Tại lễ phát động đã trao 280 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người có uy tín xã Mường Hoa. Trong dịp này đã diễn ra hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho nhân dân, cắt tóc miễn phí cho người dân, trẻ em, tuyên truyền về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thảm họa tại cộng đồng, hiến máu tình nguyện. Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Sát năm 2024 họp phân công nhiệm vụ thực hiện cuộc diễn tập. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Đến thời điểm này, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị diễn tập, hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện, xây dựng khu vực diễn tập cơ chế và thực binh, đảm bảo cho luyện tập, diễn tập theo đúng kế hoạch. Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối, từ nay đến khi diễn ra cuộc diễn tập chính thức, Ban chỉ đạo huyện, các tiểu ban, các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện nội dung văn kiện, các phương án diễn tập, chuẩn bị tốt từ con người đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho luyện tập, diễn tập. Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến văn bản mới về chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được thông tin về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, chính sách đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc tại cơ sở. Tại các địa phương trong tỉnh, vai trò của những người có uy tín không chỉ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, mà những việc làm hành động thiết thực của họ luôn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư để bà con thôn bản cùng học tập làm theo. Ông Bàn Văn Sang, người có uy tín ở thôn Khe Mụ, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng là một điển hình như thế. Là người có uy tín, ông Bàn Văn Sang luôn phát huy vai trò tiếng nói của mình trong những công việc chung của làng xã. Điển hình như xây dựng nông thôn mới, ông Sang cùng cấp ủy chính quyền thôn tích cực tuyên truyền bà con hiến đất, đóng góp ngày công làm đường. Bản thân gia đình ông tiên phong hiến 1.800 mét vuông đất sản xuất và 1.500 cây quế 4 năm tuổi. Nếu mà gia đình nào mà có đất thì hiến đất, chỗ nào mà không có đất thì coi là cùng nhau góp sức, góp tiền, góp của cùng nhau xây dựng đường. Thôn Khe Mụ có 162 hộ dân được tuyên truyền vận động, nhất là noi gương ông Bản Văn Sang. Bà con tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, cây cối, hoa màu với tổng trị giá trên 770 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Nước mới cho vào được mở đường ấy, thì tất cả làng đây mới tập trung, coi như những người có qua đất thì phải hiến đất cả làng để đóng góp để làm cho nó xong cái đường để đi nó thuận lợi. Từ tinh thần tự nguyện của ông Sang và bà con trong thôn, tuyến đường dài 2,1 km từ thôn Khe Mụ đi làng Trưng vào khu vực trồng quế rộng khoảng 200 hectare đã được mở rộng, cường hóa với tổng kinh phí trên 1.800.000 triệu đồng. Đường hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho bà con đi lại, mà còn giúp địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Người uy tín thì luôn phát huy cao, vai trò luôn là người gương mẫu đi đầu để tuyên truyền vận động nhân dân, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cũng như là về trong xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường. Không chỉ tiêu biểu trong công việc chung của thôn, với vai trò là nghệ nhân ưu tú, am hiểu về văn hóa tín ngưỡng, ông Bản Văn Sang luôn nhiệt tình truyền dạy cho con cháu, giữ gìn chữ viết, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Dao trong đời sống, thực hiện tốt cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp tích cực để Sơn Hà trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối
bằng quy trình phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu. Khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang chạy thận nhân tạo chu kỳ cho gần 180 bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân điều trị lâu năm có thể gặp những biến chứng về tim mạch, thiếu máu, suy dinh dưỡng uremic, ngứa da, rối loạn giấc ngủ, bệnh não uremic. Để điều trị các biến chứng, nhiều kỹ thuật chạy thận mới ra đời nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh như HDF online, hấp phụ. Trong đó vật liệu hấp phụ resin được thiết kế các lỗ hấp phụ có kích thước nhỏ, có khả năng hấp phụ chọn lọc các độc tố của hội chứng ure máu cao. Khi áp dụng kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo HD và hấp phụ máu HP bằng quả hấp phụ máu vào lọc máu sẽ giúp giảm các biến chứng ngắn hạn, dài hạn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Năm nay, huyện Ba Sát phấn đấu giá trị sản xuất hoàng sin khô đạt khoảng 14 tỷ đồng. Tổng diện tích trồng hoàng sin khô của huyện Ba Sát là hơn 104 ha, sản lượng ước đạt khoảng 2.588 tấn, giá trị sản xuất đạt 14 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán sản phẩm tươi đạt khoảng 11,6 tỷ đồng và còn lại là từ chế biến sâu. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện liên kết với doanh nghiệp phát triển vùng sản xuất hoàng sin khô an toàn tại các xã Y Tý, Trịnh Tường, A Lù để có nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho nhà máy chế biến tại xã Trịnh Tường và một số cơ sở sản xuất biến đao sâm trên địa bàn huyện. Từ đầu tháng 4 đến nay, tại một số cánh đồng trên địa bàn huyện Văn Bàn, dày nâu, dày lưng trắng xuất hiện rải rác với diện tích nhiễm khoảng 50 ha. Để không làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa vụ xuân, huyện Văn Bàn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương hỗ trợ hướng dẫn người dân mua thuốc đúng chủng loại, phun đúng kỹ thuật. Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo nhân dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Theo dự báo, thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, nhiệt độ cao, mưa dông tạo nên điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Do vậy, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc lúa, bà con nông dân cần tích cực thăm đồng nhằm sớm phát hiện các loại sâu bệnh gây hại để có cách phòng trừ hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, khu vực nông thôn tại hầu hết các địa phương trong tỉnh đều không có hoạt động thu gom rác thải. Vậy nên không ít người thường có thói quen vứt rác ra ngoài ruộng, vườn, nơi công cộng. Để thay đổi thói quen này, Hội Phụ Nữ ở cơ sở đã vào cuộc tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ghi nhận tại xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn. Để nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên và nhân dân trong giữ gìn môi trường, cùng với tuyên truyền hướng dẫn cách thu gom rác thải, xây dựng nhà sạch vườn đẹp, Hội Phụ Nữ xã đã phát động và duy trì việc quét dọn, thu gom rác thải đường làng ngõ xóm vào một ngày cố định trong tuần. Nhờ đó các tuyến đường trong thôn luôn sạch sẽ, tình trạng vứt rác bừa bãi giảm dần. Khi bà con tập trung vào dọn dẹp vệ sinh môi trường thì đời sống của bà con là cũng được đảm bảo và cảnh quan môi trường sẽ được an lành và trong an toàn và trong lành. Khi được tham gia các hoạt động dọn vệ sinh đường xá, hoa màu hay là làm cỏ hoa màu đấy, đó là những điều tốt đẹp sẽ làm cho cuộc sống của mọi người được tốt hơn, là môi trường nó xanh sạch đẹp hơn. Thay đổi hành vi, thói quen, nhận thức của chị em, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số trong công tác vệ sinh môi trường được Hội Phụ Nữ triển khai với từng hoạt động cụ thể. Ngoài các buổi tuyên truyền về vệ sinh môi trường đối với sức khỏe gia đình cộng đồng, Hội cũng huy động xây dựng các lò thu gom rác thải tại khu dân cư. Phụ nữ đảm nhận các tuyến đường tự quản để nâng cao trách nhiệm của mỗi khu dân cư, từng hội viên đối với bảo vệ môi trường. Chị em cũng như là người dân trên địa bàn xã Nậm Mả về cái nhận thức về vệ sinh môi trường thì thật sự là cũng tuyên truyền nhiều. Sau là người dân cũng nâng cao được cái nhận thức về, cũng hiểu về cái tác hại của túi ni lông cũng như là một số rác thải. Để hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường, Nậm Mả còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, nêu cao ý thức của người dân đóng vai trò quyết định. Và với vai trò trách nhiệm của mình, Hội Phụ Nữ xã đang có những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần tích cực cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân phấn đấu hoàn thành tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Tại tỉnh Hải Dương, các đơn vị sản xuất vải thiều và nông sản đã trao đổi trực tuyến với các thương vụ Việt Nam ở 20 điểm cầu trên thế giới để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản ra thị trường thế giới. Hải Dương hiện có 8 nhóm nông sản chủ lực và 351 sản phẩm OCOP chất lượng cao.
nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, cấp mã số vùng trồng, cấp chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp, gắn mã truy xuất nguồn gốc và hình thành mô hình chuỗi liên kết. Vải thiều Hải Dương là một trong 8 loại nông sản chủ lực được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm khi tham gia thị trường thế giới. Sau rà soát, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn hơn 2.100 công trình tồn tại vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra hơn 1.400 nhà chung cư, gần 400 chung cư mini cũng có nguy cơ cháy nổ cao. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tất cả cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với 1.213 trường hợp với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, tạm đình chỉ 351 cơ sở, đình chỉ hoạt động 118 cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều chủ cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện bổ sung các giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình đối với loại hình nhà ở có nhiều căn hộ, chung cư mini. Một lô thuốc điều trị một số loại ung thư não vừa bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu thu hồi do vi phạm mức độ 3. Đây là lô thuốc do công ty Health Pharma Emirates GmbH Đức sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và hóa chất Nam Linh đăng ký và nhập khẩu. Bộ Y tế đã thanh tra xác suất tại công ty này và phát hiện một lô thuốc Temozolomide Ribocefam 100mg kể trên được công ty nhập khẩu về. Tuy nhiên, lô sản phẩm không có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt theo quy định. Cục Quản lý Dược yêu cầu đơn vị phải phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi lô thuốc trên. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát việc thu hồi thuốc của doanh nghiệp. Hôm qua, cuộc tổng đình công do Tổng Liên đoàn Lao động Argentina phát động nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng và các kế hoạch cải cách khác của chính phủ đã diễn ra trên khắp Argentina, làm gián đoạn nhiều hoạt động ở nước này. Cuộc đình công trong 24 giờ đã khiến các trường học, ngân hàng, trung tâm dịch vụ công, siêu thị, cửa hàng phải đóng cửa, trong khi các sân bay, tàu điện ngầm, tàu hỏa và đa phần tuyến xe buýt trên khắp đất nước ngừng hoạt động. Hiệp hội những người lao động khu vực công Argentina cho biết, 97% công đoàn viên của tổ chức này đã tham gia cuộc tổng đình công nhằm phản đối việc chính phủ sa thải người lao động hàng loạt để cắt giảm thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Argentina khẳng định việc tổ chức các cuộc tổng đình công là nhằm bảo vệ quyền lao động, quyền xã hội, hưởng lương hưu và yêu cầu mức lương để người lao động đủ sống. Giới chức y tế bang California, Mỹ vừa đưa ra cảnh báo liên quan đến việc tiêm Botox giả được thực hiện ở những cơ sở không có giấy phép và không đảm bảo an toàn, dẫn đến nhiều trường hợp phải nhập viện với các phản ứng nghiêm trọng. Tiêm Botox là một phương pháp làm đẹp sử dụng botulinum có nguồn gốc từ vi khuẩn Clostridium botulinum để giúp da căng mịn và trẻ trung hơn. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 5, Cơ quan Y tế Công cộng bang California cho hay Botox giả đã được tìm thấy ở nhiều bang. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết đang điều tra các trường hợp phản ứng liên quan đến việc tiêm botulinum giả hoặc xử lý không đúng cách. Tính đến ngày 23 tháng 4, CDC Mỹ đã ghi nhận 22 trường hợp phải nhập viện khi tiêm Botox giả trên khắp 11 bang, trong đó có California. Hôm qua, TikTok cho biết sẽ sử dụng công nghệ giúp gắn nhãn cho hình ảnh và video do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra và được đăng tải lên ứng dụng này nhằm giúp người dùng kiểm chứng thông tin tốt hơn trước sự phát triển mạnh mẽ của AI hiện nay. Theo đó, TikTok sẽ áp dụng tính năng có tên gọi thông tin xác thực nội dung để tự động chèn hình mờ kỹ thuật số vào nội dung hình ảnh hoặc video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bởi AI. Biện pháp này sẽ phát huy hiệu quả thực sự nếu bên tạo ra công cụ AI và người sử dụng AI để tạo nội dung đều nhất trí sử dụng tính năng trên. Trước đây, TikTok đã gắn nhãn cho nội dung mà AI tạo ra bằng các công cụ được tích hợp trong chính ứng dụng. Tuy nhiên, tính năng mới sẽ giúp gắn nhãn những nội dung không do TikTok tạo ra, song được tải lên ứng dụng này. Khi nhắc đến bảo tàng quân sự, chúng ta thường nghĩ đến những khí tài quân sự đồ sộ được trưng bày trên cạn. Tuy nhiên, bảo tàng quân sự tại thành phố Aqaba ở Jordani lại mang đến cho du khách trải nghiệm vô cùng mới lạ. Đó là được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc xe tăng, máy bay trực thăng và xe thiết giáp ở dưới đáy biển. Đi vào hoạt động từ năm 2019, bảo tàng quân sự Aqaba trưng bày 19 khí tài quân sự dưới biển ở nhiều độ sâu khác nhau. Du khách tới bảo tàng có thể chiêm ngưỡng các loại khí tài này bằng nhiều cách,
từ ngồi thuyền đáy kính hay lặn xuống quan sát. Trong số các khí tài quân sự dưới đáy biển có chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C-130 bị chìm vào năm 2018 hay một chiếc xe tăng và xác tàu đắm vào cuối những năm 1990. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.